Tâm lý và hành động của con người sau khi chấm dứt một mối quan hệ tình cảm là một chủ đề thú vị và phức tạp. Một số người tiếp tục duy trì giao tiếp với người cũ ngay sau khi kết thúc quan hệ, và thậm chí có những người vẫn duy trì liên lạc đều đặn một thời gian sau đó. Theo các chuyên gia tâm lý, việc duy trì quan hệ bạn bè với người yêu cũ có thể không có lợi cho cả hai bên. Một nghiên cứu trên tạp chí Personality and Individual Differences đã chỉ ra rằng việc này có thể tương ứng với những vấn đề tâm thần. Dưới góc độ khoa học, có nhiều lý do mà người ta quyết định duy trì liên lạc với người yêu cũ. Một trong những lý do đó là mong muốn giảm đi sự đau khổ sau khi chia tay. Điều này thường xảy ra khi hai người vừa kết thúc một mối quan hệ dài hạn. Sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống khiến cho việc cắt đứt mọi liên lạc trở nên khó khăn. Do đó, nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi duy trì liên hệ. Cảm xúc sau chia tay không biến mất ngay lập tức. Một số người cảm thấy tiếc nuối hoặc mâu thuẫn về quyết định chia tay. Giao tiếp và thậm chí tương tác tình dục có thể là cách họ kiểm chứng việc muốn quay lại hoặc tiếp tục chia tay. Nếu trong quá khứ bạn và người yêu cũ đã cùng trải qua nhiều khó khăn và ủng hộ lẫn nhau tinh thần, quan hệ vẫn có thể tiếp tục với vai trò bạn bè. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân gốc rễ của việc duy trì liên lạc là những mong muốn lãng mạn chưa được thỏa mãn, thì tâm lý không yêu thì làm bạn chỉ đơn giản là vỏ bọc cho sự ham muốn chưa được đáp ứng. Gắn bó giữa bạn và người yêu cũ đã từng quen thuộc là một khía cạnh phức tạp, đầy cảm xúc và dễ dàng tương tác. Trong khi đó, xây dựng mối quan hệ mới đòi hỏi thời gian và đầu tư. Để đối tác hiểu bạn cả về mặt cảm xúc và thể chất, bạn cần bỏ công sức vào mối quan hệ mới. Do đó, khi cảm thấy cô đơn và thiếu sự thấu hiểu, việc quay về với người yêu cũ thường là lựa chọn dễ dàng để giải tỏa cảm xúc. Khát khao sự tiếp xúc thân thể. Sau khi chia tay, khao khát sự tiếp xúc thân thể với người yêu cũ là điều phổ biến. Sự chạm vào thể xác, điều mà bạn từng thường xuyên trải qua, là điều dễ hiểu. Dưới góc độ khoa học, sự tiếp xúc thể xác và sự đụng chạm đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe tinh thần. Cảm giác gần gũi về thể xác tạo ra sự hài lòng và niềm vui trong cuộc sống. Điều đặc biệt là, khi gần gũi thể xác, cơ thể tổng hợp oxytocin, một loại hormone liên kết và tạo ra cảm giác yêu thương. Một số người thậm chí cảm nhận rằng người yêu cũ của họ dễ dàng đồng ý với các đề nghị về mối quan hệ tình dục hơn so với người lạ. Điều này đặc biệt đúng nếu mối quan hệ cũ vẫn duy trì hoặc nảy sinh cảm xúc tình dục và thân mật. Liên lạc với người yêu cũ, có nên hay không? Việc duy trì liên lạc với người yêu cũ thường đồng điệu với nhiều thách thức và tình huống đạo đức phức tạp. Quyết định này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng hiện tại của bạn và người yêu cũ, lý do bạn muốn giữ liên lạc, và cảm nhận của người đối tác hiện tại của bạn. Câu trả lời không thể đơn giản là có hoặc không. Bạn cần xem xét động cơ của mình để duy trì liên lạc. Nếu bạn sử dụng người yêu cũ làm phương án dự phòng, việc giữ liên lạc có thể làm yếu đi mối quan hệ của bạn.